Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn. Cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác. Đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình Nam ơi. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại con nắc Hashimoto em nhá. Thì đập mẹ quả tên này mẹ khó đọc thế nhờ, nhưng mà thôi hôm sau vẫn cố gắng anh em ạ. Thì hôm nay mình quyết tâm mình đập đổ anh em ạ. Đã lâu lắm rồi anh em ạ. Trong quá trình gọi là miên man ghép đá cũng như là cày bạc khóa thì sơ sơ, nếu mà chúng ta muốn cày ấy, cày full cấm giọt ấy, thì nó phải rơi tầm khoảng 6-7 tháng chúng ta mới có thể là đủ nguyên liệu để đập cho một cái set gọi là 17 anh em. Còn không biết là set 18 nữa cơ, nó khá là khó khăn. Đấy, thì mình cũng đã có hai cái ống tiêu rồi anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ phải lên một cái ống tiêu nữa. Sót thực sự anh em ạ, set dự phòng nó khổ đến thế. Nhưng mà thôi biết sao bây giờ anh em. Tuy là cái hệ của mình nó không khỏe, mình đang nói vậy nhá. Nhưng mà đối với bản thân mình, mang trên người gọi là khá là nhiều set kháng. Thế nên là mình cũng gọi là trụ được phần nào. Thôi thì cái thời gian mẹ chúng ta gọi là cày cuốc ấy, bạc khóa là dư thừa, đá điếc không làm gì thì chúng ta có thể lên set dự phòng đúng không? Bây giờ các anh top gọi là cũng đầy đủ hết rồi. Còn cái chuyện dự phòng thôi anh em, ai lên nên không lên thôi. Đấy, nó là một cái chuyện không thể nào ép buộc. Nhưng mà không sao, mình vẫn cứ làm anh em. Đấy, tại vì là đã lâu lắm rồi anh em ạ, không đập đồ rồi. Đừng vỡ tay lắm anh em. Thì bây giờ, trong quá trình set kháng thủy của mình đã kích được hai dòng rồi anh em. Và trong túi mình, trong dương mình cũng còn một cuốn nữa, đúng không? Ở trong dương mình cũng còn một cuốn nữa. Và đây có một cuốn nữa thì nếu mà up rượu nữa thì sơ sơ mình sẽ lên được 16. Và mình sẽ thiếu một cuốn nữa. Tuy là cái cuốn cái dòng cuối cùng là nó là cái dòng gì ta? Rồi, nó là dòng giảm tương khắc, đúng không? Thì nói chung là dòng giảm tương khắc này chỉ dành cho cái hệ gọi là ví dụ hệ thổ thì bị tương khắc đi hệ lôi thôi. Nhưng mà cái dòng 17 này mình nghĩ là nếu không có thời gian mình sẽ lên cho đẹp. Còn cái dòng 17 đối với sách khán thủy nó sẽ không quan trọng nữa anh em. Đấy, ok anh em nhá. Thì mình sẽ không dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ đi mua cái ống tiêu mới anh em ạ. Đấy, trong đá tẩy luyện khá là nhiều thì chắc là clip này mình sẽ không tẩy luyện nữa tại vì nó khá là mất thời gian đúng không? Ôi, thằng LBC Gia đâu nhỉ? Đấy, quên đấy anh em. Quên đấy, đây, đứng cạnh nó rồi mà vẫn quên. Bây giờ mình sẽ phải mua cái ống tiêu. Ống tiêu này là ống tiêu gì nhỉ? Ở túi này. Ống tiêu này ống tiêu thổ anh em nhá. Ok anh em. Ống tiêu này. Thổ này. Mua luôn đây anh em. Chắc là ok đấy. Chỉ số thì nói chung là bây giờ thì mình cũng đã có đá tẩy luyện rồi, mình không sợ anh em. Đấy, lé tránh 98 này, kháng thủy 71. Wow. Mẹ dòng cũng min phết anh em ạ. Mình đi MBHB nó cũng min. Không sao. Tại vì là mình có khá là nhiều đá tẩy luyện anh em ạ. Đấy. 70 viên tẩy luyện mà không sao. Cái vấn đề này nó là chỉ là trước sau thôi anh em ạ. Đấy, thế nên là không gọi là quan trọng làm gì. Đấy, cái hôm nay clip là mình phải đập đồ rồi. Đấy, phải đập đồ rồi. À, thử đã. Lên Sharingan đã. Sharingan thì mình sẽ phải dịch chuyển đúng không? Thợ rèn này. Đấy, nó khá là nhiều thứ nó lằng nhằng anh em ạ. Đấy, rồi viên này ra này. Em nữa là Ngọc Khảm thì không biết có đủ không, chắc đéo đủ Ngọc Khảm rồi. Không sao. Hôm nay nó cứ đập đồ đã. Lấy thêm cái bùa này. Bây giờ mình sẽ phải thợ rèn này. Dịch chuyển trang bị đúng không? Đấy. Ở trong túi có ống tiêu này. Đấy, đầu tiên là mình phải dịch chuyển trước. Ống tiêu 18. Nếu đập lên 18 là chúng ta sẽ có cái dòng lé. Đấy. Đối với mình nó phải hoàn hảo anh em ạ. Bây giờ mình có dịch chuyển xét kháng thủy ra, mình không mất cái gì cả đúng không? Mình sẽ được 250 lé cho xét kháng thủy đấy. Đấy, ok, nó khá là hợp lý luôn. Đấy, dịch chuyển luôn anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đeo xét kháng thủy lên, đúng không? Đeo xét kháng thủy lên xét chính luôn. Đấy, sử dụng này. Sử dụng này. Đấy. Sử dụng luôn. Đấy, bây giờ thì kháng thủy của mình thì nó cũng đang rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Thợ rèn ở đâu nhỉ? Quên mất. Tiềm năng này. Kháng này, kháng thủy của mình đang là 4646 anh em nhá. Bây giờ mình sẽ mình còn chưa khảm đúng không? Rồi bây giờ là mình sẽ đi về làng cỏ, mình tách nó ra. Đầu tiên là mình sẽ phải tách Ngọc Khảm ra anh em ạ, không mất Ngọc Khảm đánh cứt đấy. Rồi. Thợ rèn này. Tách Ngọc Khảm đây. Ở túi này có cái ống tiêu đây anh em. Tách 600 vàng. Xót quá anh em ạ, xót quá. Đấy, ui dồi ôi.
không sao, quả danh này đấy. Cứ từ từ đã anh em, cứ từ từ. Thì mình sẽ gọi là tách xong rồi đúng không? Khám đã. Thợ rèn này. Khám ngọc này. À cái ống tiêu kia là nó là chỉ là 16 đúng không? Rồi đúng rồi. Đấy. Ở đây 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 đây. Đây anh em ơi. Đây khổ quá cơ. À, cần 137. Ủa? À cái ống tiêu này là mình cũng đã khả 17 rồi. Giời ơi, mình cũng đã lên Sharingan rồi, mình quên mất anh em. Thì bây giờ thì mình sẽ phải tách ra đúng không? Bây giờ mình đổi tinh thạch đúng không? Tại vì mình tách cộng khảm rồi, đúng rồi. Đổi tinh thạch này. Đấy. Đấy. Ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ lên thợ rèn này. Ở đây thì lên thằng này Sharingan này của thằng này đúng không? Ở đâu? Của thằng cấm thuật. Đấy ngoài, của thằng cấm thuật anh em. Lên trang bị Sharingan này. Đấy. Uầy trời, ác chiến luôn anh em ạ. Cần trang bị Hokage 700 ngọc Sharingan, 40 triệu bạc khóa. Lâng cấp luôn anh em. Lâng cấp luôn. Không có lỏng vòng nữa anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ thợ rèn này. Khảm ngọc đúng không? Mình sẽ cho nó xem cái này đã. 163 viên này. Đấy, thu phí 30 vàng. Ui, sót đấy nhỉ. Thôi khảm đi khi khác nhỉ, mình sẽ gọi là tách ra đi. Mình sẽ đợi khảm sau đi, đúng không? Tách ra tầm 20 mấy viên để mình thử tách 27 viên xem là nó cần bao nhiêu đá. Tách bây giờ cũng biết mẹ cần bao nhiêu đá cơ. Thôi tách ra 6 viên thì mới biết đá được, tại vì thề mấy anh em luôn, mẹ khảm này mình không biết bao nhiêu. Cần 121 ngọc khảm để khảm 15. À đây mình chưa sắp xếp anh em. Đấy, tách ra một viên là chúng ta sẽ biết được cần bao nhiêu rồi. Đấy, ô đâu, thẻ 137 viên, mình vừa đi tách 37 viên. Đấy, mình cũng gọi là nhớ mang máng đấy anh em. Mình cũng nhớ mang máng đấy, không bị đùa đâu. Đấy, tách ra 26 viên. Rồi, ok anh em. Khảm luôn này. 137 viên chí mạng đúng không? Đấy, 137 viên này. 137 viên này, bây giờ đến chính xác này. Nhanh thôi anh em, cái này nhanh thôi. Mỗi tội đập đồ nó hơi lâu tí. 137 viên này. Đến khám tất cả này. Hôm nay lỡ mất phúc lợi rồi thì để hôm nào khám sau cũng được anh em. Không quan trọng đúng không? Lé tránh này, tách 137 viên. Rồi. Bây giờ ai cũng lên dự phòng rồi anh em. Phải đua kịp mới gọi là thời thế thôi. Rồi. Khám này. Rồi, bây giờ mình cũng đã khám 2, 4, 6 dòng rồi. Ok anh em. Quá đẹp rồi. Rồi bây giờ phòng của mình lên được 4.770 anh em. 4.770. Được. Được. Bây giờ chúng ta sẽ đập đồ đúng không? Thợ rèn này. Rồi, lôi ra đập đồ rồi anh em. Lôi ra đập đồ rồi. Dừng đồ lấy hết đá ra. Ôi trời ơi, hơi mệt nha. Lấy ra hơi mệt đấy anh em. Lấy hết ra anh em ạ, lấy hết ra. Đấy. Lấy hết ra anh em ạ. Đấy. Được luôn anh em, lấy cả bùa luôn. Sợ túi đồ không đủ thôi. Bây giờ mình sẽ đập đồ luôn. Đập đồ luôn anh em. Đấy, thợ rèn này. Cường hóa áo trước đi. Cường hóa cái áo trước đúng không? Áo 17 luôn. Đấy. 67 này. Ui. 86 này. 96 này. 99 à? 2 4 6 8 10. Được 100 không? Ui mày, chưa được 100 anh em. Ơ kìa. Thế bây giờ mình phải gọi là ghép đá nữa à? Vãi đái thật anh em. Không sao. Chứng tỏ là mình chưa có sự chuẩn bị đúng không? Rồi. Thợ rèn này. Tách này. Ôi, cần đéo phải tách nhỉ?
Rồi, cần gì phải tách. Cài đặt. Ghép đá 6 đi. Đấy. Ui giời, nhìn đá thốn thế nhỉ. Rồi. Hôm nay chơi hoang tí anh em chứ mọi lần không chơi cái này đâu. Mọi lần chơi cái này tốn lắm. Hôm nay chơi hoang tí thôi. Rồi. Bây giờ ghép đá đây. Ghép tầm khoảng 48 đi. Ok anh em chắc đủ đấy. Thợ rèn này. Cường hóa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tạo quyết định bẹt. 96 này. 28 chắc lên được ấy. Kìa vẫn 99 à. Mẹ đùa nhau thế nhở. Phát cả đai thật. Mẹ nó đùa đấy. Làm thêm 28 nữa này. Ui dồi. Rồi. Ok kìa. Rồi. Mẹ cứ ghép để cho chắc. Cứ ghép cho này chắc. Mẹ giờ không lên được thì bố lại mài. Bố lại mài luôn. 89 rồi. 99 rồi. Đấy. Mẹ mày. Không lên à. Đây. Mẹ đùa chứ. Sợ. Mẹ. Nó lại đẳng cấp quá anh em ạ. Đẳng cấp quá. Rồi bây giờ đến cái gì nhỉ? Đến cái ống tiêu lên 17 đúng không? Ok anh em. Đấy bây giờ chúng ta sẽ lại phải ghép đá. Ống tiêu lên 17. Ôi mẹ ta. Lại tiếp tục. Ôi giời ơi. Chắc là phải cần đá 8, đá 9 rồi. Hơi hoang. Rồi. 2. Lên này. Ui dồi. Ôi dồi. Em đập tí đồ thôi mà xịt thế. Rồi. Em đập tí đồ thôi mà cho xịt thế. Mẹ biết thế vừa ghép mẹ nó 100%. 7 đến 9 dòng. Em đập tí đồ thôi mà cho xịt ác quá. Em đập. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Mẹ em bên 9 đi. Ui rồi đây rồi, ôi rồi. Xót thế nhỉ. Ống tiêu lên 17 tôi hơi mệt ta. Ê, mày chưa cần đá. 74%. 88. 96. 99. 99. 99. 100. Lên. Trời ơi mẹ. Lần này thế đẳng cấp quá đúng không? Ok quá rồi. Bây giờ phòng của mình lên nó tỷ 4850 rồi. Bây giờ mà khảm lên nữa nó rơi khoảng gần 4900. Đấy. Rồi và lé mình 4500 rồi mình full MB mà anh em. Đấy full công nên là bây giờ đập lên là 4750 này. Đấy mình chưa tính là mình tinh luyện đấy, tinh luyện lại. Cường hóa tiếp. Lô hết đá chưa? Tầm này thiếu đá đúng cụ đi chân lạnh toát. Ôi hết đá rồi, vãi cứt thôi. Thời gian cường hóa này có đủ đá không đây? Lên 18 nào. Lên 18 nào bạn ơi. Đấy, nối này cho nó hợp lý này. Đấy. Lên 18 nào bạn ơi. 83. 92. 97. Ui giời. Tông môn nhưng mày ta đang đập đổ mày cứ ghép đá nhỉ? Ui giời ơi. Hoàn thành xong xét dự phòng kháng thủy rồi anh em. Đẹp quá, đẹp quá. Ui còn 500m mà khóa được cơ. Ui giời. Công nhận là cái thời gian này mình nhẫn nhịn vết anh em ạ. Ấy. Kháng thủy 4850 đúng không? Mà bây giờ mình đang là khả 16, khả 17 thì nó rơi khoảng bao nhiêu nhỉ? Khả 17 là cái lé tránh của chúng ta là đâu nhỉ? 135 đúng không? 135 mà cái này nó đang có là 100
24 là 11 điểm nữa đúng không? 11 điểm nữa thì sẽ được cũng ít nhỉ, đủ mé đó. Thôi không sao, mình còn lên bí kíp mà. Ừ, thế này rồi khoảng coi như là 4.95k đi. Bây giờ bí kíp này nó đang có 535 này, mà cuốn bí kíp này nó rơi khoảng 700 mà. Ui giỏi, ui lên thừa 5k anh em ạ, lên được 5k kháng thủy đấy anh em. Ui quá đẹp đẽ anh em ạ, chất lượng được ngay, được ngay đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn xong cái set kháng thủy anh em. Nhìn cái dương đồ nó hơi mệt tí anh em, thôi bây giờ mình sẽ đeo cái set này vào đúng không? Đấy, sử dụng rồi, chết mẹ rồi. À đây. Thôi, chắc là clip của mình đến đây kết thúc rồi anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Chúc anh em một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em.